Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh video Quyền Điện Tử DET.com. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một bộ chống trộm bằng cảm biến cửa. Tức là khi có người mở cửa ra, thì bộ cảm biến sẽ kích tín hiệu báo động. Và bây giờ chúng ta cùng xem một ví dụ nhé. Để mua hàng và tham khảo các thông tin về sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website điện tử DET.com và search với từ khóa combo chống trộm, hoặc search với từ khóa DAT2962. Trên website cũng được cập nhật đầy đủ các thông tin về sản phẩm, cũng như sơ đồ hướng dẫn lắp đặt sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với sản phẩm của chúng ta. Bộ nguyên liệu mình cần bao gồm bộ sensor cảm biến cửa phát RF tần số 315 MHz, một mạch thu RF tần số 315 MHz, một mạch hạ áp từ 12V xuống 5V DC sử dụng cho mạch thu RF, một module một relay kích 2L, một module trễ để điều chỉnh thời gian đóng ngắt còi, và tất nhiên không thể thiếu một còi báo động 12V. Ở đây mình sử dụng nguồn ắc quy để là nguồn dự phòng, hoặc các bạn có thể sử dụng nguồn trực tiếp 12V. Và bây giờ mình sẽ thử cái còi này. Trông rất là nhỏ nhưng rất lợi hại. Bạn sẽ thấy rất uy lực. Nguyên lý hoạt động của mạch như sau. Đây là nguồn. Nguồn ở đây mình sử dụng nguồn 12V. Cổng nguồn này sẽ đi vào jack DC cộng. Ở đây đi vào jack DC trừ. Đồng thời nguồn này sẽ đi vào mạch hạ áp để cấp nguồn cho mạch RF này. Và đây sẽ cấp nguồn cho mạch. Ở mạch này sẽ có cổng nguồn và 5 đường tín hiệu. Chúng ta chỉ nên sử dụng tín hiệu chân VT. Và chân VT này mình sẽ đưa vào cổng in của mạch relay. Ở đây mình sẽ đưa chân con đi vào chân dương của mạch tạo trễ. Và chân NC mình sẽ đưa lên nguồn 12V. Chân NO thì mình để trống. Chân GND của mạch trễ mình sẽ cấp vào chân âm của nguồn. Mạch trễ này có chức năng sẽ tự chuyển relay sau 10 giây, cho nên mình sẽ sử dụng chân com và chân thường đóng của mạch để nối ra còi. Chân CB này mình cũng sẽ nối với lại điện 12V. Chân CK mình để trống. Như vậy thì khi mà mạch đóng thì còi sẽ được thông qua, và chân còn lại của còi, đây là chân dương của còi, mình sẽ đi vào chân âm 0V. Các bạn sẽ nối từ điểm này đi qua đây. Mình sẽ không vẽ lên trên này để cho nó đỡ tối mắt. Điểm 0V này sẽ nối vào chân âm của nguồn. Nguyên lý hoạt động như thế này, mình sẽ lắp pin vào. Hai cái này sẽ được đặt ở hai mép của cửa. Khi cửa mở ra thì bộ phát này sẽ phát tín hiệu sóng RF cho mạch thu này nhận. Và mạch thu này sẽ kích cho bộ relay này, ngắt nguồn này đi. Và sau khi kích, cái sự kích đó chỉ xảy ra trong vòng 1 giây thôi. Và sau đó relay sẽ nhảy trở về lại chân NC, chân thường đóng, và cấp nguồn cho mạch này. Với cái động tác như vậy, tức là mình đang reset lại cái mạch này. Và khi mạch này được cấp nguồn, sẽ đóng mạch cho còi và còi sẽ phát ra. Các bạn lưu ý chỗ này nhé. Chỗ này là 0V, lúc nãy mình nhầm. Và chỗ này là 12V. Nên cái sơ đồ nối dây này các bạn cần phải để ý kỹ. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nối dây cho mạch.
thì mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho mạch. Các bạn có thể thấy đây là mô đun trẻ. Bây giờ mình sẽ rút nguồn. Rút nguồn. Ở đây, thời gian cho trẻ tối đa là 10 giây ở cái mạch này. Sau khi đèn đóng thì cò sẽ thông báo nữa. Bây giờ mình sẽ tiến hành kích nó ra này để xem cái mạch rời trẻ nó có ngắt không nhé. Ở đây mình đang chọn kích mức cao, mình sẽ kích mức dương. Đấy, còn khi mình kích vào thì ngay lập tức mạch này sẽ bị ngắt đi. Và khi mạch này ngắt, khi mạch trẻ ngắt đi thì đồng nghĩa với việc là còi nó sẽ báo hiệu. Tiếp theo mình sẽ làm mạch kích bằng RF. Đầu tiên mình sẽ đo lại cái volt thôi, xem có đúng 5V hay không. Tại vì mô đun RF chỉ sử dụng có 5V thôi. Ra của nó là 5V. Mạch này nó đã ổn áp ở điện áp 5V cho bạn rồi, cho nên bạn không cần phải điều chỉnh nữa. Đây là module RF. Với module RF này thì bạn chỉ cần quan tâm đến 3 chân, đó là chân VCC, chân VT và chân GND. Còn các chân từ D1 đến D4 thì các bạn không cần dùng đến. Đầu tiên mình sẽ tháo bỏ hết cái hàng chân này để tiện hàng dây. Ở đây mình sẽ lấy dây màu cam làm chân kích. Và đây, đây là chân VT thì mình sẽ cấp vào chân in. Mình đã bắt nguồn. Bây giờ mình sẽ tiến hành học lệnh cho bộ này. Đây là mạch sử dụng IC2263 cho nên bạn cần phải mã hóa. Tại vì cơ bản đây là một cái mã trắng thì nếu như bạn sử dụng cái mã này để học thì tất cả các remote mới, remote chưa được mã hóa thì đều có thể sử dụng được cái bộ này. Ở đây đi kèm là mình sẽ có 5 cái zoomer, 6 cái. Thì mình có thể dễ dàng tùy chỉnh được cái mã hóa ở trên này. Mình sẽ zoom cái chân ở giữa, một là giữa lên phía trên, lên mức cao, và giữa xuống mức thấp. Chân giữa là chân đường tín hiệu. Thì các bạn cứ zoom đại thôi, không cần quan tâm nhiều đâu. Nhưng lưu ý là một là lên trên, hai là xuống dưới. Mình không cần phải zoom hết các cái zoom đâu, chỉ cần zoom một vài cái thôi. Cơ bản nó giống như là bạn tạo ra một cái chìa khóa vậy. Ở đây sản phẩm có đi kèm hai miếng băng keo. Thì cái này mình sử dụng để mình dán vào. Đây, một cái dán vào hỏi 500. Cái còn lại chúng ta sẽ dán vào cái bộ khác. Rất đơn giản. Bạn cần dán ở đâu thì chỉ cần đặt hai vị trí này, làm sao khi cửa mở ra thì sẽ đáp ứng được cái vấn đề này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành học lệnh. Đầu tiên là bạn phải để hai cái này phải sẽ ở sát nhau ở vị trí bên này nhé. Rồi, đối với mặt học lệnh thì học rất đơn giản, chỉ cần nhấn giữ, bạn lưu ý trạng thái đèn, dừng nhấn giữ đến khi đèn sáng, rồi đèn đó sáng lên thì bạn chỉ cần đặt tác kéo cái này ra, rồi vào mạch đã học được. Bây giờ mình thử này,
đấy. Khi kéo ra thì cái đờ le này sẽ đóng đi. Bây giờ mình sẽ nối trực tiếp cái bộ trẻ này đi qua cái còi để các bạn tiện theo dõi. Những sơ đồ còi chân dương các bạn sẽ đưa vào chân CB đây. Và tiếng âm các bạn có thể đưa vào âm của nguồn ở đây. Bất kỳ những cái chân GND, D và DC trừ đều được, tại vì mình đã nói chung với nhau rồi. Đây mình sẽ nối vào cái chân GND này. Và theo dõi nhé. Thì lần đầu tiên khi mà mình cấp nguồn vào thì mạch này nó sẽ trễ, cho nên khi cấp điện hoặc là khi mới cấp nguồn vào thì còi sẽ báo động. Trong thời gian mình cài đặt ở đây mình sẽ tùy chỉnh thời gian từ 0 cho đến 10 giây bằng cái chiếc app này. Và mình có thể thay đổi cái giá trị như mong muốn. Ví dụ như bạn có thể điều chỉnh cái giá trị chiếc app này hoặc là giá trị tụ này tăng lên, thì có thể làm tăng được cái thời gian. Bạn có thể làm thời gian bất kỳ. Hiện tại ở đây con chiếc app này là 100kg, sẽ tương ứng với 10 giây. Nếu các bạn cần sang 20 giây, 50 giây, 100 giây thì các bạn chỉ cần nhân lên với cái con số 100kg này. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho mặt. Mình đã cấp lộn trên CB. Đưa vào trong con mới đúng. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho mạch. Sau thời gian trễ thì còi cũng đã đóng đi. Tại thời điểm mình mở cửa thì ngay lập tức cái còi này sẽ hú. Ở cái nguồn này các bạn không cần phải sử dụng ắc quy hoặc là bất kỳ một nguồn 12V DC nào cũng được. Các bạn có thể thiết kế thêm hộp đựng cho mình. Tôi sử dụng cái hộp này. Bỏ hết tất cả các bộ phận này vào đây để trở thành một cái thiết bị rất là nhỏ gọn. Bạn có thể đặt ở bất kỳ đâu. Bộ này khoảng cách tối đa thì có thể lên đến 30m, cho nên trong môi trường gia đình thì rất là thoải mái. Và bây giờ chúng ta cùng xem thành quả nhé. Hiện tại mình đã đặt một cái miếng cửa ở đây. Còn bộ chuông thì mình đặt ở bên trong. Và bây giờ mình sẽ thử mở cửa. Khi mình mở cửa thì bộ 500 và bộ phát sẽ tách rời nhau ra. Lúc này chuông sẽ báo ngay lập tức. Do hiện tại mình chỉ cài đặt thời gian trễ có 10 giây, cho nên chuông chỉ reo trong vòng 10 giây thôi. Đây, sẽ làm lại lần nữa. Ngoài ra thì mình cũng thiết kế thêm một bộ chuông cửa. Khi mở cửa này thì tiếng chuông đính đon sẽ ngân lên. Đấy, các bạn có thể nghe. Cứ mỗi lần mở cửa tiếng chuông sẽ kêu lên. Và như vậy mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế xong bộ cảm biến báo động chống trộm khi mở cửa. Ngoài ra bạn cũng có thể thiết kế thêm chuông báo động này bằng chuông cửa, thì khi mở cửa sẽ phát ra âm thanh đính đon hoặc là bất kỳ một âm thanh nào bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like và subscribe kênh để cập nhật được những video mới nhất từ điện tử dt.com nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.